Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Đây sẽ là một video trả lời những thắc mắc của các bạn nha. Và tiếp tục sẽ là một cái chủ đề cực kỳ hot: mua máy sử dụng lâu dài 5 năm. Câu hỏi của bạn Vinh: iPhone 12 Pro Max hay là Xiaomi 13 dùng 5 năm, chọn máy nào mọi người ơi? Không biết là bạn có dùng 5 năm thật không hay là chém gió, dùng 2 năm lại đổi máy. Thì nếu là chiếc iPhone 12 Pro Max nha, sau 5 năm thì sẽ ngang với cả chiếc iPhone 6S Plus bây giờ. Hiện tại thì iPhone 6S Plus dùng vẫn rất là ngon lành, nghe gọi cơ bản, chụp ảnh, chơi game nhẹ, dùng mạng xã hội rất là ok, rất nhiều người dùng luôn đấy chứ. Còn với chiếc Xiaomi 13 sau 5 năm thì nó sẽ ngang với cả chiếc Xiaomi Mi 8 bây giờ. Em này thì vẫn dùng được nha, Snapdragon 845 mà, hiệu năng cũng không kém so với cả 6S Plus đâu, nhưng mà khá là ít người dùng. Đó. Về cơ bản thì quãng thời gian sử dụng lâu dài của hai máy mình cho là như nhau, hòa nha. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy chiếc Xiaomi 13 có nhiều công nghệ mới hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ có màn hình tràn viền này, 120Hz, vuốt nó mượt hơn hẳn so với cả iPhone 12 Pro Max. Rồi thì sạc nhanh nữa, trong khi iPhone 12 Pro Max thì màn hình sẽ chỉ là 60Hz này, sạc thì chậm. Có chăng thì iPhone chỉ ăn về khoản camera mà thôi. Với quan điểm của mình nha, thì mình sẽ chọn chiếc Xiaomi 13. Chứ còn để mà chung sống 5 năm nữa với cả cái màn hình 60Hz thì xin lỗi, mình không làm được. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Chris Đức VN: cho mình hỏi nên mua Redmi K60 Pro hay là Red Magic 7S vậy mọi người? Hỏi như này thì chắc là bạn quan tâm tới khoản hiệu năng chiến game rồi đúng không? Mặc dù là chiếc K60 Pro ấy sẽ có con chip khủng hơn là Snap 8 Gen 2, Red Magic 7S sẽ chỉ là 8 Plus Gen 1. Tuy nhiên thực tế chiến game thì chiếc Red Magic 7S sẽ mạnh hơn các bạn nhé. Đây là một chiếc gaming phone mà có quạt tản nhiệt bên trong. Khi mà các bạn chơi game trên Xenon Park Max Setting ấy, FPS nó vẫn thẳng tắp luôn. Trong khi chiếc K60 Pro thì FPS không được ổn định như vậy. Chơi vẫn ngon, chẳng qua là không phê bằng so với cả Red Magic 7S thôi nhá. Tuy nhiên chiếc K60 Pro thì sẽ có một vài điểm hơn, đó là về pin này. M7S thì pin hơi đuối, một phần thì pin chỉ là 4.500, một phần nữa là máy rất mạnh, có quạt bên trong nên sẽ đốt pin nhanh hơn so với cả chiếc K60 Pro khá nhiều. Và rõ ràng nếu mà để dùng làm máy chính ấy thì chiếc K60 Pro cũng sẽ hợp lý hơn, cầm nắm thoải mái hơn này. Trong tương lai gần thôi, chúng ta sẽ có ROM quốc tế hoặc là EU để mà áp sang, không bị trễ thông báo. Chốt lại thì trong trường hợp bạn mua máy chỉ để giải trí thì chọn Red Magic 7S, nhưng mà để dùng làm máy chính, có công việc một chút thì nên chọn chiếc Redmi K60 Pro nhé. Đến với câu hỏi cuối cùng, lại là một câu hỏi vui nha, của bạn Minh Anh: đố chị tìm được đồng hồ chơi game Liên Quân. Thứ nhất, mình là anh chứ không phải chị nhé. Hôm trước thì có bạn đố mình tìm được smartwatch chơi được Genshin thì mình cũng tìm được rồi. Liên Quân nó quá đơn giản luôn. Đây là một vài mã nha. Ok, hy vọng là câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, cứ đặt câu hỏi nha. Hỏi càng khó hay là hỏi càng tròn ấy, thì mình càng ưu tiên trả lời, được chưa? Link mua các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay mức giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận ghim của video. Rồi, xin chào, bye bye.